view đẹp từ khách sạn An Gia Nhân. Trước ta là FLC City Hotel. Những khu nhân đẹp ha. Cao quay xuống tham gia ở tầng 20. Nhìn Quy Nhơn từ tầng 20 trăm mét nha, từ tầng trăm mét tám chục mét khá đẹp. Phòng Yến Hotel là Yến Hotel cũng dọn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta ở bên cái hướng cát. Cái gì ra biển. Một góc khác của tầng 20. Tầng 20 khách sạn Sơn Vô. Đây hướng hướng Tây, hướng núi. Cái gì đây? 2,2 tỷ một cây, khai trương ngày 23 tháng 7. Ồ, hôm nay luôn à. Cái hộ mạch tiền. Không cho cuộc đánh luôn. Và cũng là biển. Đâu đâu. Tay ha. Mình đây. Em đã ở tầng 20 nha. An Gia.